Cùng kính chào các bác, hôm nay em lại về thêm một mẫu xe Innova đời cao. Trước mắt các bác là một mẫu xe Innova đời 2016 với phiên bản là số sàn, quạt e và máy 2.0. Những mẫu xe này là dòng xe đời cao cho nên là khá đầm chắc và form dáng còn đẹp. Đây là chiếc xe mà đã được rút hồ sơ cầm tay rồi. Vâng, thưa quý vị nhé, 2016 bản e màu vàng cát, xe thì bao zin bao đẹp cho anh em rồi. Chiếc xe đã được dán tem thể thao nổi bật và 2016 thì em bao zin cả máy số, keo chỉ, cột kèo, gầm bệ đẹp sạch sẽ ngon lành cho các bác luôn. Không phải lo lắng gì ạ. Và mua xe tại thành phố Hải Dương các bác nhé. Các bác mà ưng chiếc này rồi thì có thể alo cho em theo số điện thoại 0896108883. Xuân Hùng Ô Tô đang bán xe tại thành phố Hải Dương. 2016 thì là một chiếc xe nó gọi là hỏng đầm chắc cũng như là form mới anh em ạ. Form mới rồi anh em nhá. Đấy là một chiếc xe đẹp như thế này. Sơn xi bóng mượt, keo chỉ nguyên zin, máy móc ngon lành, gầm bệ chắc chắn hết. Và chiếc này được trang bị với cái phân khúc là máy 2.0, keo chỉ gần như là zin nguyên 100%, nội thất màu kem đẹp. Đấy, vô lăng chất lượng như thế này anh em ơi. Màn hình cam lùi, cam Android đầy đủ hết, cam hành trình ở trên gương đây đầy đủ hết rồi ạ. Trần được bọc trần da cũng như là trần được trang bị là ba dàn điều hòa mát lạnh. Tất cả những khoang ngồi sau đều được mát hết anh em nhé. Nội thất đẹp như thế này, sạch sẽ gọn gàng. Đây ạ, tất cả những cái tem mác đều thể hiện cho là 2016 đây anh em ơi. Đấy, 2016, gương chỉnh điện, kính chỉnh điện anh em ạ. Đấy, gương chỉnh điện, kính chỉnh điện nhé. Đây, kính chỉnh điện đây. Xe thì khá là đẹp và chất lượng. Những máy số chất lượng như này thì các bác đi lại quá ok. Có thể các bác mua về đi gia đình hoặc là có thể kiếm thêm đồng tiền theo kiểu chạy gọi là dịch vụ Grab taxi đấy, quá tuyệt vời luôn. Đây ạ, điều hòa mát lạnh và được trang bị một cái trần da 3D khá là sạch như này nhá. Đấy. Keo chỉ zin 100%, không mất một phân keo chỉ nào. Xin các bác nhé. Đây ạ, la răng đúc và lốp dày đẹp cũng như là sườn hiệu bên trong này. Khá chất lượng đúng không ạ? Không có cái han mọt gì cả. Đời 2016 với phiên bản số sàn và bản E đây ạ, bản E nhá, máy 2.0. Mắt đèn mắt đóm còn sáng quắc và đây ạ, các bác nhìn này, la răng đúc cũng như là gầm bệ bên trong còn sáng quắc, không có han mọt gì cả. Máy số thì cực kỳ ok. Keo chỉ bao zin 100% cho các bác rồi. Các bác yên tâm, không phải lo lắng gì đấy. 2016 anh em nhé, là một chiếc máy xăng và đây là những chiếc xe được gọi là xe thuần Việt của gia đình nhà các bác rồi. Là trần nỉ 3D, trần da nhé, trần da 3D đẹp như thế này rồi. Quá sạch sẽ, đẹp đẽ, bao zin 100%, không lỗi, hồ sơ cầm tay rồi. Nếu bác nào mà có nhu cầu mua chiếc này em sẽ hỗ trợ ship xe tận nhà. Đấy, và bên em vẫn có hỗ trợ cái dịch vụ gọi là vào tên chính chủ anh em ạ. Nhớ vào tên chính chủ luôn cho các bác để các bác tiện lợi. Những mẫu xe như thế này thì em khuyên các bác lên vào tên để cho yên tâm, đúng không ạ, để tránh cái trường hợp là tranh chấp rồi thì phạt nguội rồi thế này đó, đúng không ạ? Đi cho nó yên tâm. Với phân khúc này chỉ có tầm loanh quanh hơn 300 thôi anh em ạ. Đấy, hơn 300 thôi là các bác có thể mua chiếc này rồi. 2016 phiên bản số sàn bản E, hơn 300 triệu thôi các bác có thể mua chiếc này ngay. Đấy, ok các bác nhá. Bác nào đang có nhu cầu mua chiếc này alo cho em nhá. Xuân Hùng xin chào, hẹn gặp lại.